kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra. Mời quý vị và các bạn đón xem. Ngày 3 tháng 2, tình trạng sương mù và mưa phùn duy trì vào sáng sớm ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tại nhiều khu vực đô thị như Hà Nội, chất lượng không khí tiếp tục ở ngưỡng nguy hại khi các lớp sương mù dày bao phủ, bụi bẩn không thể khuếch tán. Dù vậy, thời tiết trong hôm nay ở nhiều nơi tại miền Bắc cải thiện hơn một ngày trước, nền nhiệt tăng nhanh, trời hưởng nắng về trưa và chiều, độ ẩm vẫn ở ngưỡng cao khiến nồm ẩm tiếp diễn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo hiện tượng sương mù, mưa phùn khả năng kéo dài đến hết ngày 4 tháng 2. Ngày 5 tháng 2, miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh cường độ yếu. Hình thái này khiến thời tiết khu vực có mưa nhỏ nhưng nền nhiệt giảm, độ ẩm cũng giảm. Ngay sau đó, không khí lạnh tăng cường vào ngày 8 đến 9 tháng 2, tức 28-29 tháng Chạp, giúp miền Bắc kết thúc tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Lúc này, nồm ẩm có thể chấm dứt. Dịp Tết Nguyên đán, thời tiết miền Bắc duy trì nhiều mây, rét sâu về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ. Vùng núi và trung du có thể rét đậm, có nơi rét hại, mưa chỉ xuất hiện với lượng nhỏ và rải rác. Trong khi đó, mưa khả năng tập trung ở khu vực Trung Trung Bộ. Tại các tỉnh, thành phố Nam Bộ, thời tiết nắng mạnh trong những ngày Tết Nguyên đán, rất ít khả năng xuất hiện mưa, một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng trên 35 độ C. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, riêng khu Tây Bắc 14 đến 17 độ, có nơi dưới 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, riêng khu Tây Bắc 27 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 29 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Một loạt chuyến bay bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu ở miền Bắc khiến nhiều hành khách bị đảo lộn lịch trình về quê. Cụ thể, sáng ngày 2 tháng 2, phản ánh đến Báo Người Lao Động, chị VH, ngụ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, chị vẫn đang trên xe khách từ Hà Nội về Vinh, Nghệ An sau khi vạ vật ở sân bay Nội Bài từ rạng sáng. Theo lịch trình, chị VH mua vé máy bay về quê đón Tết, chặng thành phố Hồ Chí Minh, Vinh, khởi hành lúc 1 giờ sáng nay, dự kiến hạ cánh vào lúc 3 giờ. Chị VH kể, khi xuống sân bay, cả đoàn khách mới biết máy bay hạ cánh xuống Nội Bài thay vì sân bay Vinh như lịch trình ban đầu. Lúc đó Bamboo Airways mới thông báo do thời tiết xấu, bất khả kháng nên máy bay không thể đáp được ở sân bay Vinh. Hãng hỗ trợ mỗi hành khách 250.000 đồng tiền đi xe khách về lại Vinh. Theo ghi nhận, nhiều chuyến bay của các hãng hàng không bị chậm, hủy chuyến hoặc đáp ở sân bay khác. Chị Đào Ngọc, ngụ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước khi khởi hành chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội vào sáng ngày 2 tháng 2 cũng do Bamboo Airways khai thác, hãng đã thông báo thời tiết xấu không thể đáp ở Hà Nội và sẽ phải đáp ở sân bay Cát Bi, Hải Phòng. Trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện Bamboo Airways cho biết, việc phải hạ cánh ở sân bay khác là sự cố bất khả kháng do thời tiết sáng nay ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc có sương mù, thời tiết xấu, mong hành khách thông cảm. Bamboo Airways giải thích, trước tình trạng sương mù dày đặc, tầm nhìn giảm thấp, buộc hãng phải điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay có điểm đi đến tại khu vực sân bay Nội Bài, Hà Nội và một số sân bay khu vực miền Bắc, chịu ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp. Trong thông tin mới nhất, Vietnam Airlines thông báo đã phải điều chỉnh lịch bay do ảnh hưởng của sương mù tại miền Bắc và miền Trung. Cụ thể, do ảnh hưởng của sương mù và thời tiết xấu tại khu vực sân bay Nội Bài, Hà Nội, Thọ Xuân, Thanh Hóa, Vinh, Nghệ An, Phú Bài, Huế, để đảm bảo an toàn khai thác, Vietnam Airlines phải điều chỉnh thời gian cất cánh
lùi từ 2 đến 6 tiếng đối với chuyến bay đến, đi từ các sân bay này trong rạng sáng và sáng ngày 2 tháng 2. Có 8 chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vinh và 1 chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa, Huế cũng bị chậm giờ cất cánh. Tại sân bay Nội Bài, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế hạ cánh xuống đây phải bay chờ trên trời hoặc hạ cánh tại sân bay dự bị ở Hải Phòng hoặc Đà Nẵng đợi thời tiết tốt hơn. Các chuyến bay cất cánh từ Nội Bài cũng phải lùi thời gian khai thác để đảm bảo an toàn. Gần 30 chuyến bay nội địa và quốc tế khác bị ảnh hưởng dây chuyền, thay đổi lịch bay. Vào sáng sớm ngày 2 tháng 2, thời tiết Hà Nội và các tỉnh miền Bắc bao phủ bởi mưa phùn và sương mù dày đặc bao phủ. Theo đó, trời Hà Nội sương mù dày đặc, rất hạn chế tầm nhìn, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Do sương mù dày đặc bao phủ miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, không thể hạ cánh tại sân bay Nội Bài, một số chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh sang sân bay khác hoặc hoãn chuyến bay vòng. Sáng sớm ngày hôm nay, mùng 2 tháng 2, do thời tiết sương mù dày đặc, không đảm bảo tiếp thu máy bay tại sân bay quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội, nhiều chuyến bay đã bị ảnh hưởng. Để đảm bảo an toàn, một số chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh sang sân bay khác hoặc hoãn chuyến bay vòng chờ thời tiết tiếp thu. Đại diện cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, cảng hàng không quốc tế Nội Bài rất mong quý hành khách thông cảm và tuân thủ sự hướng dẫn điều hành của các lực lượng nhân viên hàng không để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn chuyến bay. Sương mù và thời tiết xấu ảnh hưởng đến nhiều chuyến bay đến đi nhiều sân bay miền Bắc và miền Trung. Vietnam Airlines cho biết, do ảnh hưởng của sương mù và thời tiết xấu tại khu vực sân bay Nội Bài, Hà Nội, Thọ Xuân, Thanh Hóa, Vinh, Nghệ An, Phú Bài, Huế, để đảm bảo an toàn khai thác, Vietnam Airlines phải điều chỉnh thời gian cất cánh, lùi từ 2 đến 6 tiếng đối với chuyến bay đến đi từ các sân bay này trong rạng sáng và sáng ngày 2 tháng 2. Tại sân bay Nội Bài, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế hạ cánh xuống đây phải bay chờ trên trời hoặc hạ cánh tại sân bay dự bị tại Hải Phòng hoặc Đà Nẵng, đợi thời tiết tốt hơn, đủ điều kiện khai thác. Các chuyến bay cất cánh từ Nội Bài cũng phải lùi thời gian khai thác để đảm bảo an toàn. Trước đó, đêm và sáng sớm ngày 1 tháng 2, cũng do ảnh hưởng của sương mù dày đặc tại sân bay Thọ Xuân và Vinh, 4 chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến đây cũng chậm chuyến từ 1 đến gần 5 tiếng. Tình hình thời tiết mưa và sương mù có thể diễn ra tại các sân bay khu vực miền Bắc và miền Trung trong một vài ngày tới. Hành khách có nhu cầu đi đến các tỉnh thành miền Bắc trong giai đoạn này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin lịch trình và tình hình thời tiết. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.